Chào các bạn quay trở lại với video của Thanh Bùi ngày hôm nay. Và hôm nay thì Thanh sẽ đập hộp một chiếc MacBook Pro phiên bản 2019. Thì đây là một cái phần thưởng của Thanh tự thưởng cho chính bản thân của mình sau khi mà Thanh hoàn thành xong VMM 100km tại Sapa. Thì sau khi mà Thanh hoàn thành xong thì Thanh nghĩ là mình phải tự thưởng cho mình một cái gì đấy. Ngoài những phần thưởng, ngoài những cái lời chúc, những lời món quà của mọi người cho Thanh thì Thanh phải tự ăn mừng người chính bản thân của mình. Thì Thanh đã nghĩ là một cái là mua cái gì nhỉ? Thì Thanh thấy là cái máy tính của Thanh hiện tại nó đã có nó dùng lâu rồi và Thanh nghĩ là cần phải nâng cấp nó để có thể công việc tốt hơn. Thì Thanh đã mua một chiếc máy tính mới là một chiếc máy MacBook Pro đời 2019 ở chỗ cửa hàng của Hạnh Trang Apple. Và thì cái máy tính này mình khá thích màu gray rất là đẹp, nó cùng với cái màu phong thủy của mình rất là đẹp. Ok, đây là cái với chiếc máy tính này thì Thanh nghĩ rằng Thanh sẽ tối ưu được hơn rất nhiều thời gian để có thể có những video hay hơn, có chất lượng hơn và thời gian upload nhanh hơn cho các bạn ở trên kênh YouTube của Thanh là kênh Ai Cũng Con Thanh Bùi. Những cái video chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ về những cái động lực sống hàng ngày, video về kỹ năng cũng như là những cái kinh nghiệm chạy bộ trong quá trình luyện tập của Thanh. Và Thanh nghĩ rằng những video này vô cùng hữu ích với bạn, đặc biệt là miễn phí, và Thanh sẽ sử dụng nó ngay bây giờ luôn đây. Và các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo của Thanh được upload từ chiếc máy tính này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu ai đó chưa đăng ký và subscribe kênh YouTube Ai Cũng Con Thanh Bùi thì hãy subscribe ngay để có thể đón chờ thêm những video hay về chạy bộ cũng như là cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.